Một nè, hai ba bốn năm, ok. Ai à, xin chào tất cả anh em nè, mình là anh Mặt Khía đây. À, hôm nay mình làm một cái clip gọi là test đầu tiên trên con BG One này anh em. Không ngày mình đăng mấy clip chơi chơi thôi, hôm nay mình sẽ test thử một bài test, đó là mình vượt chướng ngại vật nha anh em. Như anh em đã thấy là cái thiết kế của cái bánh xe này á, là bánh trước sau này là bánh gai đó, anh em thấy gai không? Thì cái bánh gai này mục đích đó là để anh em đi ốp gót, đi những cái gọi là những cái địa hình gọi là nó nhấp nhô, nó không được gọi là bằng phẳng như đường nhựa đó anh em. Đó, cái lớp này đó là để chuyên đi những địa hình như vậy. Thì hôm nay mình sẽ thử test trải nghiệm thử coi cái con BG1 này có thể đi được cái gọi là cái chướng ngại vật ngày hôm nay không nha. Sau lưng mình đây đó là chướng ngại vật mình sẽ test trên con BG1 của mình ngày hôm nay nha anh em. Đây là cái bậc thang đó, một nè, hai ba bốn năm sáu bảy tám chín bậc nha anh em, đó chín bậc thang nha. Thử coi con BG1 của mình có thể là leo ra cái dốc này nổi không nha anh em. Ok cho mình. Thường á là những cái con dốc như thế này anh em, nó anh em phải cần có một cái gọi là cái gọi là cái chớn anh em, không phải cái chớn mà cái đường để mà anh em lấy đà. Nhưng mà thật sự cái đây nó rất là hẹp nha, nó mình không có cái gọi là cái đường để mình lấy đà mình leo lên, thì mình để gì mình chơi là ghét luôn anh em, phải coi mình có leo lên được không nha. Ok ok anh em ơi, và bài test đơn giản hôm nay mình đã hoàn thành rất là ok nha. Và đối với mình cũng khá là bất ngờ với con video này luôn đó, mình cứ tưởng chừng đâu là nó sẽ hơi đuối với con dốc này, nhưng thật sự thì nó không quá gọi là mạnh, nhưng mà cái dốc này đã leo rất là nhẹ nhàng luôn anh em đó. Mình chỉ số 1 nhóm ga cái là lên xuống lúc, anh em đâu thấy cái bị sựng khúc nào đúng không. Đây là một bài test đầu tiên trên con BG1 của mình, thì sắp tới đây thì nói chung là mình cũng có gọi là trong đầu mình cũng có nhiều ý tưởng để test cho con BG1 này, và mong mọi người ủng hộ mình nha. Xem clip nhớ thả tim cho mình, và có ý kiến gì thì cứ comment anh em mình trao đổi về con xe BG1 này nha anh em.